Nhiều quá vậy Thục. Đâu có gì mà phiền. À, cô kiếm chú tôi gấp có chuyện gì? Cháu có một điều cháu muốn hỏi dì với lại dì Hoàng. Khoan nói đã, uống trà đi. Dạ cảm ơn. Chuyện là như vậy, ba của cháu ở trong làng này có bạn gái hay không? Sao hỏi như vậy? Hồi nãy cháu có đến tiệm nữ trang. Bà cháu dùng 200 ngàn để mua chiếc nhẫn này. Ờ. Dì Thục. Hả? Dì có sao không? Không sao. Cô đừng trách chúng tôi. Chúng tôi là người nhà quê, ít khi nào thấy một viên kim cương lớn như vậy thì không tránh được phản ứng quá ngạc nhiên này đó mà. Mới lúc đầu cháu cũng như vậy, cháu đã giật mình. Bà của cháu sao lại dùng tới 200 ngàn để mua chiếc nhẫn như vậy? Cháu nghĩ người mà ba cháu muốn tặng chắc là quan trọng lắm. À phải, hai dì có biết người đó là ai không? Ờ, vậy thì chúng tôi không biết. Chúng tôi không cảm thấy anh Tài có bạn gái đâu. Có phải không Thục? À, dì thì không biết. Vậy chiếc nhẫn này là muốn tặng cho ai? Linh à, có thể nào anh Tài mua để tặng cho cháu không? Hình như tháng tới là sinh nhật của cháu rồi mà. Có lẽ ảnh muốn làm cho cháu ngạc nhiên để cho cháu vui mừng đó. Quà sinh nhật đắt như vậy? Anh Tài, hay là chúng ta hãy quên đi. Tại sao vậy? Nếu thằng ngãi đã không đồng ý mình ở với nhau, em không muốn làm lớn chuyện nữa. Cái chuyện này là chuyện riêng của hai chúng ta mà, có liên quan gì tới người khác chứ? Thằng Hải là con của em, sao em lại bỏ mặc cảm giác của nó chứ? Vậy còn anh, sao em không để ý tới cảm giác của anh? Chúng ta đã không gặp nhau 30 năm rồi, anh chỉ muốn chúng ta được vui vẻ ở gần nhau thôi. Không lẽ vậy cũng sai? Chuyện này không phải đơn giản như là nói đâu anh Tài à. Có gì mà phức tạp chứ? Chỉ cần mình có quyết tâm thì không có vấn đề gì mà không giải quyết được. Bây giờ nó phản đối chúng ta là bởi vì nó không hiểu được quẩn khúc bên trong câu chuyện thôi. Em hãy cho anh thời gian để anh giải thích với nó, nó nhất định sẽ không phản đối đâu. Ngoài trừ thằng Hải ra, còn con gái của anh nữa, anh nghĩ nó đồng ý cho chúng ta ở gần sao? Thúc à, đơn giản thôi. Anh chỉ cần đưa nó về làng, giới thiệu cho em biết, nó gặp em rồi nó sẽ không phản đối nữa. Được. Ngoài trừ hai đứa nó ra, còn có những người khác nữa. Chúng ta đã từng tuổi này rồi, nếu mình sống gần nhau thì sẽ bị người ta dị nghị. Thôi đi, hãy quên nhau đi. Má, má không sao chứ? Ờ, không sao. Tại sao cặp mắt lại bị ướt hết? Không phải, không gì. Lại nghĩ tới ổng. Má chỉ coi thôi mà. Con nghe dì Hoàng nói là cô Linh của tới đây. Con yên tâm đi, việc đã qua lâu rồi, má không có sao đâu. À, má xuống làm canh nóng cho con ăn hả? Chị Linh à, không ngờ ân cô có tài cao tới như vậy. Nếu người nào nhận được chiếc nhẫn này, nhất định là sẽ vui hết chỗ đó. Vậy chị nhờ em làm ơn kiếm ra cái người sẽ vui vẻ như em nói đi. Hả, chị nghĩ coi ân cô định tặng chiếc nhẫn này cho ai? Có lý nào tặng cho bà Mao, bà già như vậy? Vậy có thể nào là dì Hoàng hay là dì Thục không? Tụi có họ cũng gần như tụi có ba chị đó mà. Có thiệt không? Sao lại là họ chứ? Thông thường đàn ông chỉ thích những cô trẻ tuổi, có ai đi kiếm mấy bà già làm gì? Em nghĩ coi là ai hả? Nếu như nói về single thì muối nhỏ quá trẻ tuổi, vậy chỉ còn có mình bà Mao thôi. Chị không có nghe qua là Marco Cô có bạn trai,
Chị càng không có nghe qua là Makoko có qua lại với ba của chị. Người này không phải, người kia cũng không phải, vậy chỉ còn một cách giải thích cuối cùng thôi. Giải thích gì hả? Thì cũng như dì Hàng nói, cái nhẫn này ân cô mua để tặng cho chị. Làm gì có, chị đã nói rồi, chiếc nhẫn này chị đeo không vừa, ba biết sai của chị mà. Alo. Cô phải Salin không? Bác Phương đây. À, có chuyện gì bác Phương? Ngân hàng vừa thông báo cho bác biết là trong một của ba cháu không đủ tiền, không thể chuyển tiền được. Ngày mai cháu có thời gian thì lên văn phòng của bác đi. Ờ, dạ được. Bye bye. Anh tìm em có chuyện hả? Hôm qua cô tới kiếm má của anh. Phải, chuyện gì? Lần này em lại muốn sao đây? Thật ra em chỉ muốn biết nhiều về chuyện của ba em thôi. Tại sao em lại không chịu buông tay? Tại sao em lại cứ tiếp tục điều tra như vậy hả? Bộ anh không cảm thấy khi không ba em mua một chiếc nhẫn có 200 ngàn kỳ lạ lắm sao? Để em biết được thì sao? Em chỉ là muốn tìm hiểu thêm về chuyện của ba em thôi. Em đâu có làm gì sai chứ. Em định làm thế nào? Đi hỏi hết tất cả đàn bà trong làng này. Em có nghĩ qua, người đàn bà đó có lẽ không phải ở trong làng. Không có lý nào. Nếu người đàn bà này không phải là người trong làng thì tại sao ba em lại dọn về làng? Còn nữa, ông nói sẽ giới thiệu một người cho em quen. Anh coi như là người đàn bà này ở trong làng và em cũng kiếm được bà. Vậy thì sao? Nếu có người nói cho em biết bạn trai đã chết của em mua chiếc nhẫn 200 ngàn định cầu hôn với em, em có cảm giác gì đây? Em sẽ đau lòng lắm. Em biết được thì tốt. Em làm ơn trước khi làm một chuyện gì, có thể nào nghĩ tới cảm giác của người khác hay không? Linh à, anh không muốn cản trở em đi kiếm sự thật, nhưng mà em lại moi chuyện đời tư của người khác ra, chỉ khiến cho mọi người không được vui. Có lẽ anh nói cũng đúng. Ờ, xin lỗi nha, em đã có hẹn, về sẽ nói chuyện với anh sau. Xin lỗi nha. Bác Phương. Ê, sao lên phải làm cháu ra sớm như vậy? Cháu thấy ngại thì đúng hơn là phiền bác hoài. Không sao. Là như vậy, ở bên ngân hàng có vài trường mục định kỳ tự động chuyển tiền. Ba của cháu xảy ra chuyện thì không có nhập tiền vào trong trường mục, có mấy số tiền chuyển không được. Cũng chỉ là tiền nước tiền điện thôi. Cho nên chưa có thể nhập tiền vào để làm autopay, hoặc là dùng chi phiếu hay tiền mặt để nhập vô. Nhưng mà hơi phiền chút. Không sao, tôi dùng chi phiếu. Ý, tại sao mỗi tháng ba tôi lại nhập quá nhiều tiền vào trong ba việc lăn tâm vậy? Nè, để qua đây. Chỗ này. Vivian, mũi nhỏ. Vivian, cái chiếc nhẫn này quan trọng lắm, sao em lại lấy ra chơi chứ? Tại em thấy cái nhẫn đẹp quá nên lấy ra cho mũi nhỏ coi thôi. Coi coi, là nhẫn gì? Wow, nước thiệt đẹp quá. Cậu cũng biết coi hộp xoan. Là đàn bà, ai cũng biết coi mà. À, Vivian, có thể cho mượn đeo không? Ờ, nhưng mà không sao. Nhẫn đeo thử không sao. Dạ, vậy tôi không khách sáo đâu. Wow, wow, trời quá. Mà cô đeo vừa thiệt, giống như đặt cho cô. Phải ha, mà cô, sau này cứ hết mình của cô mua lại một chiếc nhẫn như vậy thì được rồi. Tôi làm gì có phước như vậy. Ờ, Makoko. Hả? Qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Được. Makoko, thật ra tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Gì? Cái chiếc nhẫn mà cô đang đeo là do ba tôi kiếm việc già để làm. Đáng lý là ông để tặng cho một người. Vậy hả? Phải, nhưng mà tôi không biết người đó là ai. Cô có biết không? Hả? Tôi làm sao mà biết được chứ. Cô quen thân với ba tôi, chắc cô cũng biết mà. Cả cái làng này ai cũng đối với anh Tài. À, bác Tài rất là quen thuộc. Nhưng mà bác Tài tốt lắm. Ông đến nông nỗi này tôi cũng thấy đau lòng. Ba tôi thì là một người tốt. Tốt đến nỗi mỗi tháng đều chuyển mấy chục ngàn cho cô. Sao cô biết? Hồi nãy tôi có lên văn phòng luật sư. Thì ra 2 năm nay mỗi một tháng ba tôi đều auto pay và nhiệt lăng tâm ba cho cô. Chuyện là như vậy,
Cái quán bar của tôi làm ăn không có được khá lắm, nên mượn tiền của bác tài để mà xoay sở. Như vậy thì thiệt lạ quá, dùng để xoay sở mà mỗi tháng để auto pay. Tôi thì không có được rõ lắm, đây là ý của bác tài. À phải, trả lại cho cô trước, tôi còn có nhiều chuyện phải làm, không nói với cô nữa, xin lỗi nha. Tối nay làm cái gì vậy? Bàn nào cũng hát mấy lần, vậy còn hát sai lời nữa đó. Cô ảnh tiều tụy vậy chắc đêm qua bị mất ngủ rồi. Không đâu, coi mắt của ảnh cứ nhìn vào mặt của cô không có chớp kìa. Chắc hai người họ có gì với nhau. Nhiều nước miếng quá, chiến cành bị chặn hết rồi kìa. Xin lỗi các vị nha. Để tôi tìm anh khắp nơi, thì ra là anh ở đây. Nói thiệt với tôi đi nha. Khi nãy tôi nghe những điều cô nói với cô Linh, thì ra đã từ 2 năm trước, mỗi tháng thì tên Thủy Di Tài đều nhập tiền vào trương mục của quán bar. Tôi vẫn còn nhớ 2 năm trước khi tôi mới trở về làng, cô mới tôi về đi làm ca sĩ. Cô nghĩ coi, có phải là đúng lúc hay là tình cờ đi ha? Mới đầu tôi nghĩ là cô tìm tôi về đây là rất ưa thích tài hoa của tôi. Nhưng mà không phải. Anh Long, đừng có chỉ nghĩ về một phía. Tôi đã có nói rồi, tại vì kinh doanh quán bar không tốt, vì muốn xoay sở nên đã mượn tiền của bác tài. Mượn tiền hả? Vậy thì Thủy Linh nói đúng lắm. Mượn tiền mà tự động chuyển tiền hay sao? Hay là trả góp định kỳ hả? Hay là ông kêu cô giúp tay để trả lương cho tôi? Sao đây, cô không gì để nói hả? Nè Linh à, cô hãy nói thật cho tôi biết đi, cả câu chuyện này sự thật ra sao hả? Bác tài làm như vậy cũng là vì muốn giúp anh. Cái gì? Anh muốn tôi mướn anh Long tới quán bar để hát? Đúng vậy, thì coi như là cô giúp cho nó đi. Tôi không phải không muốn giúp ảnh, nhưng anh cũng biết quán Việt Lăng Tâm của ba tôi chỉ là kinh doanh nhỏ thôi. Tôi sợ nuôi không có nổi ảnh. Thằng Long cũng vì tôi mà mất hết lòng tin, không còn ý chí nữa, hoàn toàn mất hết tương lai. Tôi thật không muốn nhìn thấy nó tiếp tục vậy nữa. Thật ra anh đã giúp ảnh nhiều lắm rồi, giúp người chỉ có giới hạn mà thôi. Về đi, nếu cô chịu mướn thằng Long tới hát, tôi sẽ bỏ ra một số tiền để cho cô trang trí lại quán bà. Và cứ mỗi một tháng tôi sẽ chuyển tiền cho cô, coi như là tiền lương trả cho nó. Cô coi như là giúp tôi, giúp thằng Long đi hả? Chỉ có thể làm vậy mới tạo dựng lòng tin lại cho nó. Vì vậy mà cô đã nhận lời ổng. Tuy là miễn cưỡng nhưng mà cô mướn một ca sĩ quen như tôi về để hát hả? Anh Tài làm như vậy cũng là vì lòng tốt mà thôi. Cái này của ổng là mèo khóc chuột, giả từ bi thôi. Tôi không cần ổng phải làm vậy. Ổng muốn làm như vậy là muốn cho lương tâm của ổng yên ổn chút thôi. Anh Long, cô đã biết rõ, tôi thà nằm đường an sinh cũng không có nhờ cậy người này đâu. Thật ra câu chuyện không có phải là như vậy. Anh đừng có thành kiến đối với anh Tài. Có lẽ tại tôi ngu quá, tôi tưởng là có người ngưỡng mộ tài của tôi, thì ra sự thật không ai thích nghe tôi hát hết. Vậy tôi lưu lại đây còn có ý nghĩa gì? Tôi không trở vô nữa. Cô kiếm người khác để hát cho cô đi. Anh Long, anh Long. Anh Hải, đúng lúc lắm. Wow, đủ mặt như vậy, chuyện gì đây? Nè anh Hải, có chuyện muốn thương lượng với anh. Thân anh đó là lạc trưởng của làng Thông Mỹ. Chuyện xảy ra trong làng có phải là do chính anh xử lý hay không? Thật ra là chuyện gì? Không có gì, tôi chỉ là muốn anh đích thân đuổi người đàn bà họ Thủy ra khỏi làng thôi. Các người muốn đuổi cô Linh đi? Thật ra anh Long nói không sai. Từ khi có người đàn bà này tới đây, cái làng này không ngày nào được yên ổn. Thủy Di Tài đã tệ rồi, ai ngờ con ổng còn tệ hơn. Ổng chết rồi thì xui tan nhắm mắt. Cô gái của ổng có điều tra hết người này đến người khác, làm cho không ai sống được yên hết. Cổ còn đi kiếm Mao Coco, hoài nghi Mao Coco là người yêu của bác Tài. Có thiệt không đấy? Cái cô này càng lúc càng quá đáng, tối ngày cứ môi chuyện đời tư người ta. Lần trước cổ đã làm cho bà Mao phải tự sát. Chị Quân và thằng Hiệp xém chút là bị gia biến, còn anh Nhân và Muối nhỏ nữa xém chút là trở mặt nhau. Tôi và Michelle đến nông nỗi này cũng vì cổ mà thôi. Cổ thì thật không có đáng giúp chút nào. Chị biết ngày nào cũng còn trong làng thì không ai sống yên ổn hết. Thôi đừng nói nhiều nữa, cứ đuổi cô đi đi cho xong chuyện. Phải rồi,
đừng để cô ở đây hại người hại mình nữa. Kêu cổ đi chỗ khác cũng được mà. Nè, các người đừng có như vậy. Thật ra từ đầu chí cuối tôi chỉ cảm thấy chuyện này là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Uầy, không lẽ Thủy Di Tài đụng gãy tay tôi làm cho tôi dở sống dở chết là hiểu lầm sao? Cô gái của ông du quan hết người này đến người khác, không lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi? Thật ra chúng tôi đều hiểu cái chết của bác Tài là một đả kích lớn đối với cổ. Cổ tuyệt đối có quyền điều tra cái chết của ba cổ. Nhưng mà sự tự do của cổ không có nghĩa là phương hại đến sự tự do của người khác. Anh Hải à, thật ra nhà quê như mình thì không có thích hợp cho cậu ở. Ở thành phố cậu lại có nhà, hay là kêu cậu dọn đi. Tuy là như vậy nhưng mà... Ê anh Hải, anh Hải, anh em thì là anh em, nhưng nếu lần này anh không đuổi cô đi á thì tôi là người bất mãn nhất. Nè, nói thiệt nha anh Hải, anh cứ giúp cổ hết lần này tới lần nọ, có phải là anh thích cổ không? Nè anh Hải à, có thiệt hay không đi, anh vì người đàn bà như vậy mà trở mặt với anh em sao? Các người bình tĩnh một chút đi, cho thời gian tôi xử lý có được không đi? Còn xử lý cái gì nữa thì kêu cổ đi càng xa càng tốt đó mà. Tóm lại chỉ một câu, cổ không đi thì tôi đi đó. Chị nghĩ là ân cô định kết hôn với Nhật Lan Tâm Ba? Tôi nghĩ chắc là vậy. Chị nghĩ coi, mỗi một tháng ông trả nhiều tiền như vậy cho Mao Coco, và lại đi mua một chiếc nhẫn cả tới 200 ngàn, lại còn đi làm heo chết để kết hôn. Ngoại trừ muốn kết hôn ra, tôi hoàn toàn không nghĩ ra lý do khác để mà giải thích. Nghe thì có vẻ bất ngờ. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đó ba tôi nói muốn giới thiệu một người cho tôi quen, nhưng tôi thì không ngờ người đó là đàn bà. Má của tôi đã mất cả mười mấy năm, không ngờ ba tôi lại có thể quen được một cô gái và còn nghĩ là kết hôn. Tức cười hơn nữa, tôi là con gái của ổng, vậy mà cũng còn khờ khạo, không biết một chút gì hết. Có phải tôi là con mà thất bại quá không? Đừng có vậy mà Celine. Vậy chị nghĩ sẽ làm sao? Còn làm sao nữa? Không lẽ là kiếm mà cô ra đây để nhận cổ, kêu một tiếng má hoặc là anti hay sao? Nếu nhận cổ không có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ chắc ổng vẫn còn một thời gian dài rất vui để mà sống. Bây giờ tôi mới biết được, thì ra trên đời này ngoại trừ tôi ra còn có một người đàn bà khác vì chuyện của ba tôi mà đau lòng. Hả? Bộ thằng Long nó muốn còn đuổi cô lên đi. Ai biểu có gì chuyện của bác Tài gây mất lòng tất cả những người xung quanh? Thật ra cả chuyện này cũng vì má mà gây nên. Đâu có liên quan tới má. Bởi vì người mà cô Linh muốn kiếm đó là má. Mày giờ gây ra nhiều hiểu lầm như vậy, làm cho anh em các con gây lộn với nhau. Hải à, hay là đem chuyện này nói rõ cho con Linh biết đi. Má muốn đem chuyện này nói cho cổ biết. Không lẽ để cho cổ hiểu lầm nữa hay sao? Cái chuyện này dàn xếp tốt thì không nói, dàn xếp không tốt chỉ làm cho hiểu lầm càng thêm sâu đậm thôi. Suy nghĩ cho kỹ thì tốt hơn. Vậy cũng đúng. Ơi, cái chuyện này giấu cũng đã lâu rồi, bây giờ tự nhiên nói cho cổ biết, không biết cô nghĩ ra sao. Nè Linh à, chuyện gì? Cháu coi cái thùng đồ này còn dùng hay không. Là cái gì vậy? Là tạp chí tuần sang. Tạp chí? Phải, vì đã lượm được ở ngăn tủ dưới của cái tủ trong phòng sách. Wow. Chuyện gì? Ây da, tại sao anh Tài còn giữ lại những tạp chí này hả? Là cái gì vậy? Ý, là Long. Mình tình mới trong ngành âm nhạc Trình Tử Long, tai nạn giao thông, bị thương gãy tay. Tài xế trong vụ này cảm thấy hối hận. Tài xế trong vụ Thủy Di Tài. Cái gì? Lận cô. Dì Hằng, thật ra là chuyện gì? Ê, chuyện xảy ra đã 3 năm rồi, còn nhắc lại làm gì? Mới nhỏ em có biết, em nói đi. Thật ra cũng không liên can tới bác Tài, chỉ là tai nạn giao thông. Chị Linh à, ân cô đụng người ta, chuyện lớn như vậy sao chị không biết chứ? Tháng 8, tối tháng 8 tôi ở đâu? Tôi với anh Phép đã đi du lịch bên Pháp. Vậy là ân cô không nói cho chị biết. Dì Hằng, thật ra chuyện này ra sao? Chị hỏi anh Cần đi, anh chính mắt thấy rõ chuyện này. Anh Cần chính mắt thấy? Ý của em nói là cái tai nạn này xảy ra ở đầu làng. Cô muốn nói bác Tài đụng trúng anh Long, kết quả làm cho anh Long bị gãy tay hả? Phải, thật ra tôi muốn biết cả câu chuyện này ra sao. Hả? Chuyện đó đã qua lâu rồi mà cô Linh, cô còn hỏi để làm gì? Phải rồi, cô Linh à, bộ cô hoài nghi anh Long có dính líu đến chuyện của bác Tài hả? Không phải,
Thật ra mới nhỏ nói cho tôi biết, nói là cái vụ ba tôi đụng trúng anh Long đó. Hai vợ chồng anh cũng có thấy qua, cho nên tôi muốn biết rõ câu chuyện thôi. Ha, cô không có kiếm lầm người đâu. Cái vụ đụng xe đó tôi là người biết rõ nhất. Ê, nè, cái này, cái này. Lúc mà anh Long mới ra nghề thì đã nổi tiếng lắm rồi. Có thể nói là vừa lên chức thì đã lên giá gấp 10 lần. Mọi người đã biết ảnh xuất thân từ làng Phong Mỹ này, cho nên có rất nhiều lần đài truyền hình đã thích vào làng Phong Mỹ để mà quay ngoại cảnh đó. Có một lần anh Long quay ngoại cảnh ở trong làng, xong rồi còn phải về gấp đài truyền hình để thu hình, cho nên tự lái xe gắn máy đi trước. Ai ngờ xe của anh vừa tới đầu làng thì nó đụng trúng xe của bác Tài. Ây da, đau quá. Ôi nè cậu à, sao rồi hả? Anh Long gì vậy mà bị gãy tay hả? Phải gì vậy mà gãy tay, phải trị thương cái nửa năm. Ôi, là một mầm non trong làm nhạc, vừa được chớp sáng không bao lâu thì sụp một cái đã bị tắt ngủm luôn. Cô nghĩ coi khổ biết bao nhiêu. Lúc đó hai vợ chồng tôi đi dạo gần đó cho nên đã thấy hết. Thật ra xe của anh Long chạy ra đường cái nhưng mà không có chịu nhìn kỹ, cho nên đụng trúng xe của bác Tài, chứ đâu có liên quan gì tới bác Tài đâu. Nhưng anh Long lâu nay cũng vì cái chuyện này có ghi nhớ trong lòng. Anh có đổ thừa về bác Tài nên làm mất tương lai của ảnh. Sau đó anh Long trở về đây để ở, còn đi hát ở Nhiệt Lan Tâm Ba. Nhưng mà ảnh cứng đầu lắm, cứ hát toàn là những bản nhạc cũ. Kết quả có một lần hát đến đổi mang quà. Đánh tù này, ra cái gì, à, tôi rồi uống đi. Hát toàn ba cái bản cù lần. Em muốn nghe bản nhạc Yêu Nhau Lớn Hơn Trời. Mày nghe rõ hay không? Yêu Nhau Lớn Hơn Trời đó. Thì xin lỗi nha, những bản này tôi không biết hát. Nói gì? Mày lại đây trả lời anh Hào vậy? Anh Hào có phải không? Anh Hào, hay nhạc của con gái, đàn ông họ đâu có biết hát. Nghe chỉ làm cho nổi da gà mà thôi. Hay là để tôi hát cho anh nghe. Cô hát? Đúng, tuy là tôi hát không hay gì mấy, nhưng mà hiếm khi được anh Hào tới đây để uống rượu. Coi như những gì anh uống hôm nay tôi đãi hết. Nè có phải không ạ? Bà chủ đúng là bà chủ mà. Nói một câu nghe mát ruột liền. Phải phải, tiếp tục chơi đi ha. Xin mời tiếp tục, cứ tự nhiên thôi. Đúng rồi. Hey, nè làm gì đó, uống mình hả? Không nói tiếng nào hết, làm bộ lạnh lùng. À, tao nhận ra mày rồi nhóc con. Mấy năm trước mày đoạt cái giải gì người mới đó. Thì ra là ca sĩ. Đoạt giải rồi, hèn gì mà không nể mặt anh Hào. Đoạt giải thưởng thì sao? Thì cũng làm việc trong quán bar này thôi. Thì bởi vậy mấy bản nhạc mới không biết hát, thôi dẹp mày đi. Sao bỏ đi vậy? Hay cái số tội nghiệp lắm. Nhưng mà phải lưu lạc một mình nơi xứ khác. Đi, chuyện gì chứ? Bà nói gì đây? Tối ngày uống rượu rồi nói bà coi chừng tôi nghe chửi bà chết cha bà bây giờ. Hay có một lần anh uống rượu say. Quỷ gì tại? Chính mắt tôi thấy á. Đánh chết mày. Chết đi nè. Xém một chút đưa đi nhà thương rồi. Tội nghiệp quá đi. Bình tĩnh. Ba tôi có bị anh Long bắt bị thương không? Cũng bị chút đỉnh. May là có tôi ở đó, tôi lập tức kéo tay anh Long ra. Nếu không, bác Tài không muốn vô bệnh viện cũng không được. Thì là không ngờ anh Long hung dữ thế vậy. Cái tánh của thằng Long á, vừa cứng đầu vừa nóng nảy, nhất là khi uống rượu say rồi, cái gì nó cũng dám làm hết. Ông xã à, qua nói thiệt, anh nghĩ chuyện lần này có liên can tới anh Long hay không? Chắc là có rồi. Những gì chúng tôi biết đã nói hết, còn những gì khác coi như không có nói qua nha. Sao lại nói sao lưng quần ta chứ? Thôi không nói nữa đâu. Dì Tục, chị Hằng. Hà Linh, vô ngồi chơi. Dạ thưa khỏi. Tới đây làm gì? Cháu tới kiếm anh Long, anh có đi không? Thằng Long hồi sáng này nó đã đi ra ngoài rồi. Dạo này không biết nó làm cái gì, coi bộ nó buồn chán lắm, giống như giận hết người trong làng vậy. Phải không Thục? Đúng, không biết là nó làm gì nữa. Nhưng mà từ khi tay nó bị gãy rồi, tính tình hơi quái đản một chút. Vậy anh Hải có ở đây không? Thằng Hải nó trên sân thượng sửa lại cái máy giặt đồ, cháu lên trển coi đi. Dạ được, cảm ơn. Thank you.
cô làm gì đó? Tôi hỏi cô ở đây làm gì? Xin lỗi, tôi không phải có ý đâu. Gì? Cô thiệt tức cười. Cô vô phòng của tôi, kéo hộc tủ của tôi ra, cô coi hình của tôi, rồi nói với tôi cô không có ý. Được, cô ra báo cảnh sát với tôi. Còn cảnh sát hỏi tên ai? Còn cảnh sát tên ai? Nè, đây với tôi. Còn cảnh sát tên ai hả? Còn cảnh sát tên ai? Long. Chuyện gì? Đúng lắm anh Hải. Nè, người đàn bà này lén lút vô phòng của tôi. Bây giờ tôi hoài nghi cổ lạng trộm. Vậy thì nên làm sao đây? Cô vô phòng của anh Long. Quê còn hỏi nhiều làm gì? Lo nó về bót đi. Nói nhiều chi? Bình tĩnh một chút đi, chưa hỏi rõ là chuyện gì mà. Ôi anh Hải, bộ tới lúc này anh còn bên vực cho cổ sao? Tôi không phải bên vực cho cổ. Tôi chỉ muốn chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không thôi. Để tôi xử lý có được không? Còn xử lý con khỉ gì nữa? Nè tôi mặc kệ, chỉ biết người đàn bà này phải đi cho thật xa. Cho tôi thời gian có được không hả? Lần này em lại làm cái gì? Trước khi anh hỏi em, hãy cho em hỏi anh một câu. Tại sao ba của em đụng trúng anh Long làm cho anh bị gãy tay đến nỗi không đi hát được? Vậy mà anh không nói cho em biết. Thật ra anh muốn che chở cho anh em của anh cho đến khi nào đi? Anh che chở cho anh em của anh hồi nào? Phải, anh Long và bác Tài đã từng có xích mích, nhưng không có nghĩa là phải giết người. Còn nữa, anh không nói với em không phải là muốn che giấu em, là bởi vì anh cảm thấy không có cần thiết. Như vậy nên nói không phải là không cần thiết. Em đã nói với anh rất nhiều lần, chuyện của ba em đối với em rất là quan trọng. Linh à, giữa người và người với nhau gây gỗ nhất định là có. Không phải ai nấy cãi nhau xong thì phải giết người. Trước đây em đã hoài nghi rất nhiều người, nhưng tất cả đều là hiểu lầm. Em biết, em nhìn nhận. Trước đây em đã từng vu oan cho rất nhiều người, nhưng nếu lần này là sự thật. Có lẽ trong lòng của em, chuyện của bác Tài rất là quan trọng, nhưng mà những người khác đều không nghĩ như vậy. Tại sao em lại không chịu chấp nhận chuyện của bác Tài lần này chỉ là tai nạn thôi? Cũng vì chuyện này, em đã khiến cho rất nhiều người không được vui. Có phải em muốn gây chuyện tới nỗi đích thân anh đuổi em ra khỏi làng thì mới được hay sao? Có phải em làm cho anh khó xử lắm hả? Khó xử hay không không quan trọng, cùng lắm là anh không làm. Nhưng mà anh không muốn em không thể quên được gánh nặng này. Cuối cùng người đau khổ nhất là em thôi. Một mình ngồi đây ăn mì ngon lắm hay sao? Về nhà đi, má nấu cơm rồi kìa. Anh mặc kệ tôi có được hay không? Anh nấu cơm cho tôi ăn rồi sao? Khổ cái là có người muốn nấu chính tôi mà. Anh nói gì đi? Nói gì anh tự biết. Tôi nói qua cái gì anh có nhớ hay không? Tôi kêu anh đuổi người đàn bà đó đi, anh không có đuổi. Anh trọng sắc khinh bạn mà. Đừng nóng tính vậy có được không hả? Anh tưởng tôi là hoàng đế hay sao? Muốn đuổi ai là đuổi. Tôi không biết anh có phải là vua hay không, nhưng mà tôi biết sau lưng của anh còn có hoàng thái hậu. Anh đừng ở đây làm phiền tôi. Có rảnh thì về thỉnh an với hoàng thái hậu của anh đi. Làm ơn. Nè. Chỉ biết là được rồi. Chỉ một câu thôi. Một là con đàn bà đó đi, hai là tôi đi. Chỉ vậy thôi. Tính tiền. Ôi, bà mẹ mày đuôi rồi hả? Chết là chuyện của mày, đừng làm dơ xe của tao à. Tránh ra. Bao đi mày. Qua đám người nào đây, sao hung dữ quá vậy? Hồi tới đây để làm gì? Coi bộ không phải là tốt lành gì đâu. Cái gì? Chị quyết định không điều tra nữa hả? Anh Hải nói như vậy cũng đúng. Tánh của chị thì là quá chủ quan, suy nghĩ công việc lại nghiêng về một bên. Từ ngày ba chị xảy ra chuyện rồi, chị gây ra những chuyện lộn xộn hết lần này tới lần khác. Nếu cứ tiếp tục vậy, chị không biết phải làm sao nữa. Không phải lần trước chị nói là anh Long có điều khả nghi hay sao? Thì anh Hải có nói mà. Giữa người và người với nhau thì nhất định là có gây gỗ. Có gì là lạ đâu? Lạ lắm. Thiệt lạ đó. Có gì mà là lạ chứ? Chị Linh à, chị mở miệng thì anh Hải nói, khép miệng thì cũng anh Hải nói. Chị trở thành người ái mộ anh rồi. Nè, chị cảnh cáo em nha. Đừng nên nói tầm bậy nữa phải không? Ghét nhất là em. Vậy cái nhẫn kim cương thì sao? Nếu như ba chị nghĩ là tặng chiếc nhẫn này cho Mao Coco, vậy chị nên hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ổng. Hơn nữa, chị cũng muốn Mao Coco biết được tâm ý của ba chị mà. Ê anh Quyền, cho hỏi thăm bà chủ có ở đây không? Bà chủ hả? Lúc nãy thấy anh Long á hấp tấp trở về đây, rồi kéo bà chủ ra ngoài. Không biết có chuyện bí mật gì nói đây. Cảm ơn anh. Có chị không?
Thiệt mà chính mắt tôi thấy được còn sai nữa sao? Vậy thì sao? Chuyện này sẽ bị bại lộ đó. Cho nên tôi cố ý tới đây nói cho cô biết. Nếu để cho nó biết, nó nhất định không tha cho anh. Không có chứng cứ nó làm gì được tôi. Cũng là tại tôi, nếu không thì... Còn nếu như cái gì nữa? Không lẽ thấy tên dây sờm sao dừng gừng của cô mà tôi bỏ mặt sao? Cái lời khốn nạn như hắn đập chết cũng là vừa mà. Chị phải nghĩ tới cái tên dây sờm là muốn ói. Thì ra là anh. Chính là đi giết chết ba tôi. Salin, cô nói cái gì? Chính tai tôi nghe được. Còn sai nữa hay sao? Ê, bộ cô nhớ ông già mới chết của cô á, cho nên cô nổi điên rồi hay sao chứ? Lại nói là tôi nổi điên. Hồi nãy chính lỗ tai tôi đã nghe nói rõ ràng mà. Salin, cô đã hiểu lầm. Không cần phải chối. Uổng cho ba tôi tốt với cô. Cô lại mưu với tên khốn này để giết ba của tôi. Cô đừng nói tầm bậy hung thủ giết người gì nha. Tôi không có xáo với cô đâu. Cái câu nói này đáng lý là nói mới đúng. Đi ra ngoài bó. Để nói rõ ràng chuyện này. Quỳ, buông tay. Nè, cô đừng có tưởng á, có anh Hải phía sau lưng chống lưng cho cô á, thì cô làm quan làm tướng nha. Anh Hải nhìn cô được á, chứ tôi không nhìn đâu. Tại sao mấy người đã giết người rồi lại còn hung dữ như vậy? Selin, cô đã hiểu lầm. Cái chết của anh trời không mất mới tên Long. Nè, cái đà đó giữ cổ làm gì chứ? Tôi nói cho cô biết, cô nói tôi là hung thủ giết người. Nếu cô có chứng cứ thì kêu xếp luôn của cô bắt tôi đi. Bây giờ tôi không rảnh tốn thời gian với cô đâu. Cái nào mình đi đi. Em nói anh Long là hung thủ giết chết ba của em. Em có nghe lầm không đây? Em thì không có nghe lầm. Chính lỗ tai của em nghe được. Phải, anh Long thì chống đối bác tài, nhưng mà không tới nỗi phải giết ổng. Nếu chỉ vì ba tôi làm gãy tay của anh thì chắc chắn anh làm vậy. Nhưng mà cộng thêm ma cô cô thì không dám bảo đảm. Tại sao liên quan tới ma cô cô? Thì ra ma cô cô chính là người yêu của ba em. Anh nghĩ chắc là em hiểu lầm rồi. Mao cô cô sao là tình nhân của ba em? Em không có lầm đâu. Anh hãy nghe em nói. Nếu như Mao cô cô là tình nhân của ba em, cho nên mỗi tháng ba em đã chuyển tiền nhập vào Nhật Lăng Tâm Ba của cổ. Không những là vậy, ba em còn quyết định cưới Mao cô cô nữa. Cho nên ông đã đặt một chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị cầu hôn với cổ. Ai ngờ trong lúc này xuất hiện tới Trình Tử Long. Trước đó ba của em đã từng đụng anh bị thương, cho nên lâu nay anh vẫn ôm hận trong lòng. Và một mặt khác, Trình Tử Long cùng với Mao Cô Cô mỗi ngày đều gặp mặt nhau. Vì vậy mà anh yêu Mao Cô Cô, cho nên anh Long càng lúc càng ghét ba của em. Đêm xảy ra tai nạn là Trình Tử Long đã thấy Mao Cô Cô lên thuyền của ba em. Hắn đã nổi giận nên giết ba của em. Linh à, em không thể đoán mò như vậy. Chuyện gì thì cũng phải có chứng cứ. Nếu anh muốn dùng sự thật để chứng minh, chính tay của em đã nghe lòng nói với mặt của cô như vậy. Không lẽ thấy thằng cha dây sờm dê cô tôi bỏ mặt sao? Hạng người khốn nạn như vậy đập chết hắn cũng vừa mà. Anh Long thiệt nói như vậy? Chính tay của em đã nghe được. Khoan đã, em nói anh Long nói là cái tên dây sờm đó và cái tên khốn nạn đập chết nó là vừa. Vậy thì anh có nói người đó là ai không đây? Có thể là người nào khác không hả? Em cũng sợ là mình nghe lầm. Hôm qua em đã đến Nhật Lan Tâm Ba hỏi anh Quyền pha rượu. Cái đêm mà bác tài xảy ra chuyện, tôi còn nhớ anh Long hát xong giờ hát từ 9:30 cho tới 10:30, và sau đó nói là có chuyện phải đi, và từ đó thì cả đêm không có về nữa. Vậy còn Mao cô cô? Tôi nhớ là khoảng 10:30 thì bà chủ nhận được một cú điện thoại, tiếp đó thì mau mau bỏ đi liền, cả đêm không có trở về. Vậy anh có khẳng định đêm đó anh Long với Mao cô cô không có trở về đây, có phải vậy không? Khẳng định. Đêm xảy ra tai nạn, khi chiếc thuyền của ba em phát nổ thì vừa đúng lúc anh Long và Mao Cô Cô bỏ đi đâu cũng không biết nữa. Có phải là quá ngẫu nhiên không? Chỉ biết là tất cả mọi chuyện, động cơ giết người, thời gian, người chứng, tất cả đều phù hợp với nhau. Em cảm thấy anh Long tuyệt đối là hung thủ giết ba của em. Anh Long tuyệt đối không phải là hung thủ. Tại sao anh khẳng định như vậy? Bởi vì anh biết anh lâu rồi, tánh của anh tuyệt đối không làm như vậy. Anh có cảm thấy anh cứ bao che cho anh em của anh không? Anh không phải là bao che cho anh em đâu. Anh không muốn vu oan cho người tốt. Anh cũng rất muốn biết chân tướng của sự thật. Em yên tâm, cho anh một chút thời gian, anh nhất định điều tra rõ cái chuyện này cho em. Này đi nhà cháu uống gì? Tất cả. Được rồi. Hai mẹ con định rời Hồng Kông hả? Dạ đúng. Tôi ở bên Mạc Cầu có một người bà con mở quán ăn. Tôi nghĩ là đem thằng Bi về bển để làm việc cho ổng. Vậy chị nghĩ là qua bển sinh sống luôn hay sao? Hey, nghèo hoài khó sống lắm.
Đâu có thể nào tôi với thằng Bi cứ làm phiền cho anh hoài. Có gì mà phiền, anh Khanh là bạn thân nhất của tôi mà, lo cho chị và thằng Bi tôi nên làm. Khổ cái anh có lòng nhưng bất lực, cả mình cũng giúp không được. Mày kêu anh hai mày ít một chút có được không? Em nói sai hay sao? Anh tối ngày cứ nói là giúp cho người ta, nhưng mà thật ra anh đi kiếm người khác để mượn tiền. Nếu chị Khanh cứ dựa vô anh là chết chắc. Không sao, có chứ nhân ở đây, không có sao đâu. Chỉ có cháu Bi là ngoan nhất. Nè cháu Bi à, mai mốt nhớ qua Macau, ráng học hành nghe hả? Chú Nhân sẽ qua bển, đặc trách điều tra, không được làm biến nghe. Dạ biết rồi. Chú Nhân à, cháu có cái này tặng chú. Tặng cho chú hả? Ừ. Wow, là siêu nhân. Dạ phải, chú là siêu nhân. Siêu nhân tức là chứng nhân. Phải rồi, chú Nhân là siêu nhân. Chú Nhân là bạn chánh nghĩa của thằng Bi. Nghe nói mà nổi giật gờ. Bộ em thấy ganh tị tình cảm của anh với thằng Bi hay sao đây hả? Bi, chú Nhân đi đá banh với cháu đi. Dạ. Chú Nhân đừng quên đem theo bức tranh. Nè, chụp banh. Hay quá. Sao đá trái banh của tôi? Có cần hỏi mày hay không? Có cần xin phép mày hay không? Mà mày cảm thấy mày ngộ nghĩnh lắm, dễ thương lắm hả? Có phải không? Hả? Có phải không mày? Dạ xin lỗi, con nít nó không biết chuyện đâu. Nhận vậy? Mày còn nhìn nữa tao móc mắt của mày liền. Tao nhận ra được ông. Ông là người đánh ba tôi. Quá ấy à, quá ấy, quá này à, nó cáo quá, giận lắm vậy. Trời ơi, quay cái này chứ. Anh Hào xin lỗi, xin lỗi. Sao cái người mạnh tay quá vậy? Anh Hào mà nó dám đá, đánh chết cũng không tiếc đâu. Thì ra chú Nhân là người xấu. Xin lỗi anh Hào. Lần sau tôi chặt chân của mày. À đúng rồi, có chuyện muốn kiếm mày. Qua bên này nói chuyện. Đi đi. Con ngài đừng khóc nữa. Mà đi, đi. Chỉ kia mày kiếm một cái sân làm sàn nhảy tôi, đâu có phải giết người đốt nhà gì đâu. Nơi này của chúng tôi là nhà quê thôi mà, đâu có thích hợp mở cái gì PB của anh đó. Có biết từ chỗ nào có kết quả gì không hả? Nói. Không phải đâu. Tao mặc kệ mày. Mày là thổ địa ở đây mà, dù sao cũng phải kiếm một chỗ cho tao. Cái gì? Bọn anh Hậu tới. Phải. Khi nãy tôi thấy họ kéo anh Nhân qua một chỗ thì thầm cái gì đó, không biết đang tính cái gì nữa. Đám người đó có gì mà không dám làm. Anh nghĩ họ có phải tới kiếm anh Nhân để buôn lậu nữa hay không? Tôi không sợ gì hết, chỉ sợ họ lại phá cô nữa thôi. Tôi thì không sao, tôi chỉ sợ họ biết chuyện của lúc trước sẽ gây bất lợi tới anh. Tôi không được. Hay mình kiếm chỗ để trốn. Vậy cũng được, tức khắc về lấy đồ, đợi nhau ở đầu làng. Anh nghĩ coi lần này phải làm sao. Tôi nhìn thấy cái bọn thằng Hào vô làng đã biết là có chuyện rồi. Chỉ cần biết là họ đừng có làm phiền tới tôi. Họ kêu tôi kiếm cái gì để mở cái gì thuốc lắc đó. Chết rồi, vậy là bắt gái hiền làm điếm, ép cọp leo tường, ép tôi chết đó. Vậy thì không cần sợ, cùng lắm báo cảnh sát thôi. Hả? Báo cảnh sát? Đám người này không chịu được đâu. Được lần này sẽ có lần khác. Anh cũng đâu muốn cái làng của mình biến thành thuốc lắc chứ. Nhưng mà anh Hào này không phải là người hiền đâu. Tôi sợ hắn sẽ tầm thù đó. Cái đám người bọn họ chỉ thấy hiền ăn hiếp thôi. Càng hiền càng không lên tiếng thì họ càng đập lên đầu của mình. Mình nên nhân cái cơ hội này nói cho họ biết làng thằng mình chúng ta không dễ ăn hiếp. Tuy là nói như vậy thôi. Hải à, Nhân à, dậy ăn cơm. Nè, khoan nói ra cái chuyện này, mất công khiến cho mấy người họ lo lắng. Nè nè nè, đừng có để múa nhỏ biết được nha. Tối ngày nó cứ nghĩ tầm bậy. Được rồi. Anh Hải à, anh phải lo cho tôi đó. Yên tâm đi, tôi không tin là bọn họ làm giữ được cái gì. Nè Long à, xuống ăn cơm. Hả? Nè. Xếp hành lý làm cái gì, đi đâu đó? À không, tôi đã hẹn với Mau Coco để đi Đông Nam Á du lịch đó mà, cho nên tôi đi du lịch. Sao không nghe anh nói? Chừng nào đi? Lát nữa đi liền. Vậy không ăn cơm hả? Không ăn đâu, tôi phải đi gấp. Tham gia đoàn nào mà đi gấp dữ vậy?
Alo, bố nhỏ hả? Phải, tôi với Long đi du lịch. Ừ, đúng rồi, đi vài ngày. Nếu cô có rảnh, coi chừng quán bar giùm tôi. Ừ, tôi sẽ coi chừng. Chị đi chơi cho vui nha. Ok, bye bye. Ai đi du lịch hả? Là Marco Cô. Khi không, bà nói